xin chào các bạn mình là thế anh mình đến từ cộng đồng thế anh, đây. anh cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án ido các dự án IDO, các dự án IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín chất nữa cũng như đến từ các sàn giao dịch các bạn đừng quên là nút like subscribe kênh chia sẻ video để các bạn có thể cập nhật những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em trong video chia sẻ hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tham gia vào thêm một dự án nữa đến từ nền tảng ido bsc tayson dự án ngày hôm nay có tên là Lunarat dự án được chia sẻ bởi nguồn BC Tayson thì là một trong những nguồn mà chúng ta đã rất là yên tâm trong suốt thời gian vừa qua rồi. Thế thì trong video hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn chúng ta tìm hiểu về dự án cũng như là hướng dẫn anh em cách để chúng ta tham gia vào IDO trên nền tảng BC Tayson. Trước tiên là phần giới thiệu về dự án Lunarat nhé. Thưa các bạn đây chính là trang chủ Nurarat như phần đầu video mình đã mở ra cho anh em và dự án có một cái giao diện rất là bắt mắt với hình ảnh rất là hấp dẫn À, dự án ngày hôm nay là một dự án game RPG ở xây dựng trên nền tảng blockchain à, Các bạn có thể chơi đối kháng với những người chơi khác và với bạn bè cũng như đi tour và kiếm tiền uh, th th Theo chiến lược và may sự may mắn của các bạn Thì ở trong cái game này thì nói chung là một cái thể loại game mà anh em cũng khá là quen thuộc à, Bên cạnh đó thì các bạn có thể thấy là đối với cái game này thì hình ảnh và giao diện đồ họa rất là đẹp Uh, nói chung các dự án game hiện nay đều được đầu tư kỹ niệm về đồ họa Không chỉ với Lunarat mà rất nhiều dự án nhưng mà mình đánh giá khá cao với dự án này uh, Dự án này uh, sẽ sử dụng uh, token NUS làm token của dự án uh, Tên của dự án thì là Lunarat và uh, tổng cung của dự án là 350 triệu token uh, Xây dựng trên nền tảng uh, 3 Smart Chain BF20 Con chắc thì uh, hiện nay thì chưa có thông tin về con chắc và dự án sẽ nít ở trên bán kết swap nhưng cũng chưa có thông tin về việc nít dàn cũng như thời gian à, đối với cái phần token lomix thì chúng ta có một cái một cái bài chi tiết từ nurarat cung cấp chúng ta nói giới thiệu về cái dự án này cũng như là phân bổ token cho các cái hạng mục như là play to earn rồi play to banner và blue big sell đấy cũng như là code team và à, avision và liquid vân vân chúng ta có thể theo dõi trong đây nhé đây chính là tất cả những gì mà các bạn có thể theo dõi Thì mình có thể lướt qua cho anh em để anh em nhìn lại một chút về cái phân bổ token của nhà Đánh giá về cái token của dự án Ở phía dưới đây thì cũng có một số cái key game Key game như Play to Earn, Bill, Sin and Re này Cái này thì tính này là bán và và, và cho bay Len, nên là ô đất rồi Gui, gui tính năng gọi là nhóm đúng không ạ, nhóm trong game Uh, play mode thì ở đây nó có phần boss buster cũng như P, uh, PvP hay là đi tour. Đấy. Tức là đánh boss, đánh, đánh quái và đây thì PvP có nghĩa là đánh đối kháng giữa hai người dùng. Uh, đây này là một số các cái nhân vật mà các bạn có thể thấy sẽ được uh, xuất hiện ở trong game chúng ta. Rất là đẹp. Đó. Uh, về roam map thì uh, roam map của dự án đã đề ra với roam map khá dài. Chúng ta có thể thấy roam map đến tận quý 1 500 À, nói chung là roadmap là khoảng 4 năm đúng không ạ? Thì cái này roadmap này hoàn toàn hợp lý và dự án có thể đi theo đúng hướng Vì hiện nay thì cũng chuẩn bị bước sang năm mới 2022 rồi. À, ở phía dưới đây thì cũng có phần phân bổ token mà như hôm nãy mình đã giới thiệu cho anh em. Về đội ngũ team thì các bạn thể dễ dàng nhận ra đội ngũ team phần lớn trong các cái uh, dự án game hiện nay thì có đóng góp rất lớn của đội ngũ team người Việt. Ở hầu hết các dự án hiện nay. Đấy ta thấy những cái tên mà phần lớn ở trong phần cốt tim thì phần lớn là các nhân vật là nam. À, hiện nay thì uh, trong thị trường game thì uh, người Việt uh, phát triển game rất là nhiều. Và chúng ta có thể thấy game là một cái mảnh đất màu mỡ không chỉ kiếm tiền trên blockchain mà kiếm tiền từ việc chơi game, uh, các dạng game nạp tiền hay là thậm chí game free họ cũng có cách để họ kiếm tiền. Đấy thì nói chung về cái phần game thì Việt Nam bây giờ đứng hàng đầu của chúng ta biết là cái phí gia công phần mềm ấy rồi cái phí viết phần mềm rồi vẽ vẽ đồ họa vẽ 3D hay là vẽ 2D ở Việt Nam rất là rẻ Đấy, chính vì thế đây là một cái lợi thế rất là to lớn đối với tất cả những cái team làm game hiện nay tại thị trường Việt Nam chúng ta và Việt Nam chúng ta có hoàn toàn có thể chiếm lĩnh thị trường trường game quốc tế bởi vì là cái giá nhân công Việt Nam rất là rất là thấp so với bằng chung của thế giới chính vì thế nên là các bạn À, nhìn thấy các dự án game Việt Nam thì các bạn cũng đừng nên lo lắng gì cả vì là uh, game, uh, các cái đội ngũ team game Việt Nam có rất nhiều lợi thế để họ có thể phát triển dự án nhé. Uh, về phần uh, investor cũng như backer và partner thì chúng ta thấy là họ đã gộp chung các cái đối tác uh, đầu tư uh, cũng như là uh, các đối tác partner bán hàng IDO hoặc là đối tác truyền thông và trong cả một cái uh, một cái khung ở đây để anh em có thể tìm. chúng ta có thể có thể nhìn thấy một số cái tên quen thuộc như là League 21 rồi có BST station chúng ta uh, OneBit uh, rồi một số quỹ thường xuyên xuất hiện trong các cái dự game uh, Việt Nam chúng ta. Đấy. Uh, ở đây thì cũng, chúng ta cũng để ý thấy là có Remitano cũng đầu tư rót vốn vào trong cái dự án này và đây là một trong những dự án hiếm hoi có vốn của Remitano. Uh, và mình tin rằng với một cái sản giao dịch mà cũng là huyền thoại với nhiều anh em thì uh, chắc chắn là sẽ thúc đẩy dự án phát triển tốt hơn. Ờ, trong đây thì dự án có cả một cái đối tác đó là Arup Fin ờ, uh, uh, để có thể là chia sẻ về dự án này. Đó. Và đa thì có một số cái quỹ là SNG Capital, đây là một quỹ nếu không nhầm là mấy của các anh em uh, Sài Gòn uh, Sài Gòn Trading. Đó. Rồi chúng ta có một số các cái đơn vị truyền thông như BSC New, rồi Bami. Ở phía dưới đây thì còn rất nhiều quỹ khác các bạn có thể kiểm tra trên đây. Ngoài ra có một số dự án partner như là DeFi, Goleo và một số các dự án khác mà các bạn có thể tìm ở trong đây. Về phần audit token thì các bạn sẽ thấy là token giả nên được audit bởi Verichain nha anh em nhé Đây là những cái thông tin rất là cụ thể cho anh em để anh em có thể đánh giá sơ qua về dự án một chút ờ, Rồi chuyển lên phía trên thì chúng ta sẽ uh, tiếp tục tìm hiểu một chút về phần Twitter của dự án ờ, các bạn đây chính là trang chủ Twitter của dự án đây Twitter hiện nay thì để có 66,9 nghìn lượt follow ờ, được follow bởi một số các cái dự án game mà nhiều đối tác bán hàng IDO Ờ, các bạn có thể uh, theo dõi ở đây. Khi các bạn kéo xuống phía dưới ở đây thì nó có một cái map, một cái map để cho anh em có thể đánh giá dự án thì nó sẽ IDO trên nhiều nền tảng cũng như là giá các thứ vesting các thứ có đầy đủ hết ở trong đây. Uh, phân bổ token rồi IDO thời gian IDO diễn ra ở đâu ở đâu các thứ là nó sẽ có ở đây này. các bạn có thể xem. Đây là cái map, cái map này thì cũng chưa thực sự đầy đủ cho lắm bởi vì là cái map này đến từ Lua starter. Chính vì thế nên là nó cũng không thực sự đầy đủ có thể có những cái map khác. mình mình muốn tìm một số cái map nó đầy đủ hơn nhưng mà chắc giờ thời gian thì không cho phép thì mình có thể uh, có thêm thời gian để có thể tìm cho anh em uh, tìm cho anh em những cái map uh, nó cụ thể hơn. Đấy. Uh, như ở đây thì các bạn để ý thấy là dự án uh, Luna uh, lát thì đã um, sẽ bán IDO ở trên một số nền tảng như là Bean Starter. Uh, list in uh, file uh, list uh, part và lua starter ở uh, biết citation và lau zone đúng không ạ như bạn là uh, sẽ bán hàng ido ở trên năm nền tảng khác nhau Đấy, chúng ta có thể tìm hiểu thêm rất là nhiều thứ đến từ twitter dự án nếu anh em có thời gian cảm phá thì có thể uh, nên để kiểm tra lại cho nó chắc ăn Uh, ok vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua về các cái thông tin liên quan đến dự án Lunarat mà chúng ta có thể tìm thấy được. Uh, lúc này đây thì chúng ta sẽ chuyển uh, chuyển lại uh, BSC Station chúng ta sẽ cùng uh, nhau uh, tìm hiểu về cách tham gia IDO trên BSC Station và đối với dự án Lunarat nhé. Thì các bạn uh, chúng ta tham gia dự án Lunarat thì các bạn sẽ cần uh, uh, vào phần notepad này. Ờ, trong thời gian IDO diễn ra thì nó sẽ ở trong phần IDO, Open IDO Nhưng mà hiện tại thì các bạn có thể xem qua về cái chi tiết bán hàng ở trên phần Luna ờ, Ở trong phần Lake IDO Ở đây thì có dự án Lunarat và rất nhiều dự án khác là nít ở trên đây rồi Ở đây thì các bạn có thể thấy là dự án Lunarat sẽ bán hàng ở trong 3 phần ờ, Có 3 cách để chúng ta tham gia Thứ nhất là các bạn có thể tham gia vòng Priority dành cho cái mập, cá voi ờ, đó, tức là vòng bán hàng tư ở trong vòng này thì các bạn sẽ được mua với mức giá ưu đãi hơn rất là nhiều ờ, bên cạnh đó thì các bạn sẽ à, đó, các bạn sẽ được xuất mua phân bổ đảm bảo ờ, với điều kiện là anh em sẽ cần phải hầu một lượng lớn chúng ta sẽ cần phải hầu một lượng lớn đây một lượng lớn token bss bình thường hôm nay thì mình đi vào cái này trước chờ một chút mình mở cái về, về phân phân bổ cho anh em xem nó ở đây này Cụ thể nhất là các bạn sẽ cần phải Stake một lượng lên tới là 300.000 300.000 BSS để có thể tham gia vào các cái dạng vòng phân vòng vòng 3204. Mức giá các bạn mua được thì sẽ rẻ hơn so với vòng phân bổ đảm bảo và phòng cộng đồng ở mức khoảng 20%. À, tức là hiện nay là giá 0,06 BUSD thì có thể trong chương trình bán thứ tư sẽ là 0,05. À, các bạn sẽ stack BSS ở trong phần IDO Pau anh em nhé. Thì ở đây nó có nhiều Pau không chỉ là các bạn stack BSS đâu, phía dưới này có cả uh, stack phân thanh khoản nữa nhưng mà mình uh, nghĩ là cái stack thanh khoản anh em cũng không quen lắm nên mình không có giới thiệu stack thanh khoản tập trung vào phần stack BSS. Thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy là với BSS thì nó sẽ có 3 POS như sau POS thứ nhất là BSS 2, 2 tháng này Rồi hiện nay thì có thêm bs BSS 1,5 tháng và BSS 6 tháng các bạn có thể tách ở cái lượng này Ở hiện nay thì giá BSS đã bị sập khá sâu về 0,21 Đây là một mức giá phù hợp hơn rất nhiều so với những anh em đã tham gia cái đây khoảng một tháng trở lại đây Đây là một trong những giá mức giá thấp nhất ở thời điểm hiện tại Đấy. Và nếu như em stack thì cũng rất là có lợi vì các bạn có thể hy vọng một cái mức giá tốt hơn của BSS uh, Khi mà các bạn stack và cũng không quá no về việc là BSS sập quá sâu Vì đây cũng là một mức giá mình xem là cũng là khá đáy thôi à. Hiện nay thì BSS đang có mặt ở trên nhiều nền tảng như là Gate, MST, Pancake, Swap, Ho, ZT và Bitcoin tuy nhiên mình khuyến khích anh em sẽ mua ở trên máy nên mình sẽ dẫn link máy ở trong cái bài đăng của mình nhé. Ồ, à, rồi. Ờ, đấy là cái phần đối với uh, phần vòng phân bổ đảm bảo. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng bán hàng thứ tư. Đấy, thì đối với chương trình bán hàng thứ tư thì anh em khi tham gia vào chương trình bán hàng thứ tư các bạn cũng stack tương tự và các bạn sẽ tách một cái lượng tối thiểu là từ 15 BSS. Ở trong vòng bán hàng thứ tư thì uh, xin lỗi anh em mở vòng phân bổ đảm bảo thì anh em sẽ có thể là uh, stack theo những cái mốc như là 15.000, 30.000, 50.000 và 150.000. Ở mỗi cái mốc uh, tăng dần thì các bạn sẽ được phân bổ nhiều hơn số lượng uh, 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 số lượng BSD dùng để mua ADO. Uh, tối đa là các bạn sẽ stack ở ngưỡng là 150.000. Đấy, các bạn không nên stack nhiều hơn những cái ngưỡng này. Uh, chúng ta nên stack nhiều hơn khoảng 1 2 coi thôi, không nên stack quá nhiều bởi vì là nó chỉ phân bổ theo ngưỡng này thôi. Các bạn lưu ý nhé các bạn có sợ tách ví dụ 20 000 thì cũng không được cái suất mua 20 000 mà vẫn nằm ở suất 50 000 thôi vì nó sẽ tính theo bốn cái bốc này còn nếu phần vip là vòng bán hình tư rồi đúng không ạ thì anh em sẽ cũng vẫn stack tương tự ở trong phần đây thôi thì có một cái điểm lợi mà khi các bạn stack ở trên BSC Station đó là các bạn vừa tham gia IDO vừa các bạn vừa nhận lãi từ BSC Station với APR ở đây các bạn thể thấy này APR nó sẽ dao động từ ngưỡng là 16 8,02% đến 22 phần 22, 22,61%. Đấy tùy theo cái thời gian các bạn stake Đấy, đây là một cái điều rất tuyệt vời đây có thể là coi là một cái lãi kép bởi vì các bạn vừa tham gia được IDO mà vừa có thể nhận lãi từ BSC uh, các bạn stake thì đối với vòng phân bổ đảm bảo này khi em stack một lượng số tiểu từ 15 000 BSDS thì anh em sẽ được nhận suất mua dao uh, động từ 20 BSD đến 80 BSD tùy theo tùy theo từng dự án anh em nhé uh, và các bạn chắc chắn sẽ mua được và trong cái, cái phần bán hàng uh, phần ph phần phân bổ đảm bảo này có một điều tuyệt vời cho anh em đó là uh, các bạn không cần phải uh, canh thời gian để mua ngay lúc mà mở ADO, các bạn có thể mua trong thời gian ADO ví dụ từ 11 giờ đến 19 giờ thì anh em trong cái thời gian đó anh em mua ADO được không cần phải mua ngay lúc mở nó sẽ khác hoàn toàn so với vòng bán hàng cộng đồng mà mình sắp chia sẻ với anh em à, đối với phần bán hàng cộng đồng thì anh em sẽ có một cái waitlist chính xác là một cái whitelist để anh em điền và dự án cũng như là BSCS uh, Station sẽ chọn ra uh, sẽ chọn ra khoảng 1 000 từ 600 người đến 1 000 người trong đó thì 50 người 50 số người nọt vào của uh, sẽ mua được IDO với mức uh, mua được dao động từ 10 đến 20 BSD uh, và các bạn cũng không cần phải stack BSS làm gì Chúng ta chỉ cần điền phong và chờ đợi may mắn thôi Nếu các bạn may mắn thì các bạn cần phải có một cái đó là tranh mua Thì các bạn lưu ý là thời gian bán hàng IDO ở trên BSC Station thường diễn ra lúc 11 giờ Thì anh em canh đúng cái thời gian đó và cụ thể là vào ngày 4 tháng 1 năm 2022 Thì sẽ diễn ra phiên bán IDO đối với dự án Luna, À, rác này thì chúng ta sẽ canh đúng cái thời gian đó các bạn và mua ngay lúc mở 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 bầu ra và nhớ chuẩn bị sẵn lượng BSD cần uh, cần và đủ các bạn nên uh, chuẩn bị sẵn khoảng 20 BSD và các bạn thật nhanh tay để xác nhận lệnh và các bạn chắc chắn sẽ mua được và mua được thì chắc chắn có lãi rồi đây là một cái điều rất là hay ở trên BSD Station nó là chưa có một phiên IDO nào các bạn sớm mặt cả à, trước đây đã từng có một cái phiên mà giá nó bị lúc uh, nít là giá nó bị sập quá nhanh và BSC đã ngồi lại với dự án bắt dự án bồi thường uh, cho anh em uh, qua đó thì hôm đó thì có những anh em đã được uh, claim hai lần đấy rất là tuyệt vời luôn đó. Uh. Ok vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cách để chúng ta tham gia vào ADO ở trên BSC Station Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái nội dung mà hấp dẫn nhiều anh em làm Aerobe nhất và đặc biệt anh em muốn trải nghiệm uh, lên tảng BSC Station cũng như tham gia các dự án ADO Đó là anh em điền cái trắng để hy vọng chúng ta có thể nói với trắng mua ADO ở trên BSC Station nhé ở đây thì các bạn sẽ có một cái phong ở đây các bạn sẽ làm các nhiệm vụ giống như mọi khi chúng ta sẽ mở vào kênh terra Ta join kinh các bạn thấy là mình đã join hôm trước ta có một dự án Arop đối với dự án Nutarac này Đã follow Twitter này Mở ra này, ok mình đã follow trước nhé Rồi chúng ta cũng sẽ join kinh BSJ Station Ok mình cũng đã join luôn rồi Ta tiếp tục này, chúng ta sẽ follow Twitter BSJ Station ở đây mình cũng đã follow luôn rồi Ok bây giờ chúng ta sẽ điền email và đến thông tin đăng ký nhé đã điền email đăng ký chúng ta điền username của kênh data tiếp theo các bạn điền địa điền ulem tester và địa chỉ ví các bạn dùng ví eth ở trên chất collect hoặc là metamask chúng ta copy phần địa chỉ ví eth đó nó nó các bạn quay trở lại cập kết vào tiếp theo các bạn mở link này ra chúng ta tiến hành like chọn close trong phần này thì các bạn sẽ thêm thẻ test này và để test vào ba người. Đây là toàn thẻ test mà các bạn cần phải thêm. Chúng ta sẽ test vào ba người nhé. Đây mình đã test rồi này, nút tweet này, được chưa? Bây giờ đến phần dẫn link chúng ta ấn về từ nhà. Trong phần từ nhà này các bạn sẽ ấn vào phần thời gian bài đăng và chúng ta sao chép phần link. Trở lại đây chúng ta paste phần link vào đây Và chúng ta gửi biểu mẫu để hoàn tất cho trên đăng ký nhé Ok vừa rồi thì chúng ta cùng nhau chia sẻ về dự án Lunarat Một dự án IDO được bán hàng IDO ở trên BC Station Hy vọng đối với dự án mới này thì nhiều anh em sẽ nọt vào danh sách trắng cũng như có đủ điều kiện để tham gia vào các chương trình IDO ở trên BTC Station và đối với dự án Lunarat này nói đi Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn, giờ tiếp theo.